Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 2 bộ sách Trân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn các con thân mến ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần thứ hai của bài bên cửa sổ để cùng đi luyện tập và tìm hiểu thêm những kiến thức về từ và câu các con nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào nhiệm vụ đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Nhiệm vụ này có yêu cầu như sau, các con hãy tìm từ 2 đến 3 từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ, có nghĩa là chỉ người trong gia đình và dòng họ hoặc để chỉ cây cối. Đối với những từ để chỉ người trong gia đình và dòng họ mà bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ thì cô có mẫu là chị. Vậy bây giờ các con hãy tìm thêm giúp cô trong gia đình còn có những từ chỉ người nào bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ chúng ta có thể tìm thêm một số từ ngữ bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ chỉ người trong gia đình dòng họ ngoài từ chị là từ cha và từ chú cha hay ba hay bố chính là người đàn ông đã sinh ra chúng ta, còn chú thường được dùng để chỉ người em ruột của cha, ba, bố mình. Hoặc ở một số địa phương thì từ chú còn được sử dụng để chỉ người chồng của người gì. Còn với những từ ngữ chưa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ để chỉ cây cối thì cô có mẫu là từ tre. Vậy tương tự, các con hãy tìm thêm giúp cô các từ khác đáp ứng yêu cầu của đề bài nhé. Chúng ta có thể tìm thêm một số từ như trúc, chanh và chuối là những từ bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ để chỉ các loài cây. Đây đều là những loài cây rất quen thuộc đối với chúng ta, đúng không các con? Và ở nhiệm vụ này, chúng ta không chỉ tìm các từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ chờ, mà ta sẽ còn đi tìm các từ ngữ chứa tiếng có vần ong hoặc vần ông, có nghĩa để chỉ đồ vật hoặc chỉ con vật. Với các từ chỉ đồ vật, cô có từ cái vòng là một từ chứa vần ong. Vậy các con hãy tìm thêm giúp cô những từ chứa phần ong hoặc ông để chỉ các đồ vật mà các con biết nhé. Cô có thể tìm thêm một số từ như cái cổng và cái võng. Từ cái cổng có tiếng cổng chứa phần ông, còn từ cài võng có tiếng võng chứa phần ong. Vậy còn những từ nào đáp ứng yêu cầu của đề bài để chỉ con vật ngoài từ con công theo mẫu các con nhỉ? Chúng ta có thể tìm thêm một số từ ngữ chứa tiếng có phần ong hoặc ông chỉ con vật, đó là con ong, con cá bống, trong từ con ong có tiếng ong chứa vần ong, còn trong từ con cá bống có tiếng bống chứa vần ông. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bài học ngày hôm nay, ta sẽ cùng bước sang nhiệm vụ số 2, đó là các con hãy ghép các tiếng sau thành từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen. Ở đây cô có 6 tiếng là tiếng thân, tiếng quen, tiếng thiết tiếng tha, tiếng thương và tiếng thuộc. Vậy với 6 tiếng này, chúng ta có thể tìm những từ nào nhỉ? Để có thể tìm ra các từ đáp ứng yêu cầu của đề bài, các con hãy lấy từng tiếng ghép với những tiếng còn lại, sau đó chọn ra những từ có nghĩa để chỉ tình cảm với nơi thân quen. Vậy bây giờ, các con hãy thực hiện giúp cô điều đó qua câu hỏi tương tác sau nhé! đầu tiên với từ bắt đầu bằng tiếng thân cô có thể có những từ sau tiếng thân ghép với tiếng thương cô được từ thân thương tiếng thân ghép với tiếng quen cô được từ thân quen tiếng thân khi ghép với tiếng thiết cô được từ thân thiết và tiếng thân khi ghép với từ thuộc cô được từ thân thuộc Tiếng thân không thể ghép với tiếng tha để tạo ra một từ có nghĩa chỉ tình cảm với nơi thân quen, bởi thân tha là một từ không có nghĩa. Vậy tiếng tha thì có thể ghép với tiếng nào nhỉ? Tiếng tha chúng ta sẽ ghép được với tiếng thiết để được hai từ là thiết tha hoặc ngược lại là tha thiết. Và cuối cùng, với tiếng quen, cô sẽ ghép với tiếng thuộc để được từ thân thuộc. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã đi ghép được các tiếng này với nhau để tạo thành những từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen. Như vậy, chỉ với 6 tiếng mà chúng ta đã ghép được rất nhiều các từ đáp ứng yêu cầu của đề bài. Tiếng Việt của chúng ta thật giàu đẹp và phong phú đúng không các con? Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng các dấu câu. Đầu tiên, các con hãy chọn dấu câu phù hợp với mỗi ô trống và viết hoa chữ cái đầu câu nếu như trước đó chúng ta điền dấu chấm. Cô có đoạn văn như sau. Cò vạc diệt xám rủ nhau về đây làm tổ. Chúng gọi nhau, treo gẹo nhau váng cả một vùng sông nước. Đoạn văn này chưa hề có một dấu câu nào cả. Nhiệm vụ của các con là hãy đi tìm các dấu câu phù hợp với mỗi ô trống này. Các con cần đọc thật kỹ đoạn văn để xem các ô trống này ngăn cách giữa các thành phần có vai trò giống nhau trong câu hay ngăn cách giữa các câu với nhau, từ đó lựa chọn dấu câu phù hợp để điền vào ô trống nhé. Chúng ta có thể điền như sau. Cò, phẩy, vạc, phẩy, diệt xám rủ nhau về đây làm tổ. Chấm, chúng gọi nhau, phẩy, treo gẹo nhau váng cả một vùng sông nước. Giữa cò, vạc và diệt xám chúng ta điền dấu phẩy bởi cò, vạc, diệt xám là những từ có vai trò giống nhau trong câu đều là tên của các loài động vật. Ở ô trồng thứ ba chúng ta điền dấu chấm bởi cò, vạc, diệt xám rủ nhau về đây làm tổ đã tạo thành một câu hoàn chỉnh. Tiếp theo, ở giữa cụm từ gọi nhau và trêu ghẹo nhau chúng ta điền dấu phẩy bởi giống với cò vạc diệc sám thì gọi nhau và trêu ghẹo nhau có vai trò giống nhau trong câu đều để chỉ các hành động của cò vạc và diệc sám ở ô trống cuối cùng thì đương nhiên chúng ta sẽ điền dấu chấm bởi đây là điểm kết thúc của câu văn thứ hai trong bài và vì ở ô trống thứ ba chúng ta điền dấu chấm cho nên từ chúng chúng ta phải viết hoa. Các con hãy ghi nhớ những điều này để chúng ta sử dụng dấu câu cho thành thạo, không nhầm lẫn khi viết câu, viết đoạn các con nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của nhiệm vụ này. Đó là dùng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Cô có 3 câu, Buổi sáng, ông em thường ra sân tập thể dục. Mẹ gọi Nam dậy lúc 6 giờ. Tuần sau, lớp em thì văn nghệ. Các từ in đậm là buổi sáng, lúc 6 giờ và tuần sau. Các từ buổi sáng, lúc 6 giờ và tuần sau có điểm chung là đều để chỉ thời gian. Chính vì thế, chúng ta sẽ dùng các từ khi nào lúc nào và bao giờ là những từ để hỏi về thời gian để đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm này. Cô có câu mẫu như sau. Sáng sớm, đường phố bắt đầu nhộn nhịp. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ sáng sớm. Chúng ta có thể đặt như sau. Khi nào đường phố bắt đầu nhộn nhịp, hoặc ta cũng có thể đẩy từ để hỏi này xuống cuối câu. Khi đó thì ta có câu, đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi nào vậy bây giờ các con hãy dựa vào mẫu câu này chọn các từ khi nào lúc nào và bao giờ để đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong ba câu này các con lưu ý chúng ta cần lựa chọn các từ khi nào lúc nào và bao giờ cho phù hợp với hoàn cảnh của câu văn ví dụ với câu văn đầu tiên buổi sáng ông em thường ra sân tập thể dục chúng ta không nên sử dụng từ bao giờ để đặt câu nếu sử dụng từ bao giờ chúng ta sẽ có câu là bao giờ ông em thường ra sân tập thể dục đọc lên rất không hợp lý đúng không các con vậy dựa vào những điều cô vừa gợi ý và dựa vào câu mẫu các con hãy đặt câu hỏi giúp cô nhé chúng ta có thể đặt những câu hỏi như sau Ông em thường ra sân tập thể dục khi nào? Hoặc ngược lại, ta cũng có thể đặt là khi nào ông em thường ra sân tập thể dục? Tiếp theo, mẹ gọi Nam dậy lúc nào? Hoặc ngược lại, ta có câu lúc nào mẹ gọi Nam dậy? Và với câu cuối cùng thì ta đặt là bao giờ lớp em thi văn nghệ? Hoặc ngược lại, ta cũng có thể đặt là lớp em thi văn nghệ bao giờ? đây chỉ là một trong rất nhiều cách đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm này câu đầu tiên chúng ta cũng có thể sử dụng từ lúc nào để đặt câu ngược lại câu thứ hai ta cũng có thể sử dụng từ khi nào để đặt câu và đặc biệt câu cuối cùng chúng ta có thể sử dụng cả bao giờ lẫn khi nào và lúc nào để đặt câu như vậy, khi đặt câu hỏi về thời gian, các con hãy lựa chọn những từ để hỏi sao cho phù hợp với câu hỏi của mình nhé. Và nhiệm vụ này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.